Bọn chúng rất đông, cần chia ra. Tôi sẽ bảo vệ nhân chứng. Tôi sẽ bảo vệ vật chứng. Cẩn thận. Sát thủ chưa từng thất bại bất kỳ nhiệm vụ nào. Giá cao gấp 10 lần bình thường. Tiền nong không thành vấn đề. Xê lô quê, tên khốn dám cản đường ta. Sáng đi chỉn chu, đọc báo mà biên độ đầu không hề di chuyển. Kính dâm, găng tay, hành tung rất bất thường. Hoàn thành nhiệm vụ chưa? Chưa. Báo mới đây. Bác không cần trả lại đâu ạ. Cảm ơn cô nhiều. Ở cướp, cướp, giúp tôi với. Ở cướp. Thanh niên trai tráng đi lấy tiền của người khuyết tật, không biết nhục à? Việc của mày à? Yeah. Để đảm bảo răng lợi còn nguyên thì đứng yên đây. Ừ, chó này bị bố mẹ bốc. Chúng mày lên. Băng gì? Cảm ơn cô. Chào tiến sĩ vật lý, tôi là Matt, kẻ trừng phạt. Dự án cầu cáp treo của ông đã vô tình hại rất nhiều người khi nó bị sập. Nay tôi muốn kiểm tra xem đó là cố ý hay vô tình. Ông có một phút để tìm đáp án. Nếu sai, ông sẽ được đoàn tụ cùng các nạn nhân sập cầu. Hết giờ, đáp án là kết quả. Ta nói lên tất cả. Vĩnh biệt. Đây là toàn bộ hồ sơ vụ án. Đề bài vật lý giống với kỳ án giải toán, nhưng lần này mức độ ra tay đã tăng tiền. Anh định thế nào, Sê Lốc Huy? Có lẽ một lần nữa tôi phải giả dạng thành tiến sĩ vật lý rồi. Đến giờ tìm đáp án rồi. Thám tử Sê Lốc Huy, chúng ta lại gặp nhau. Ngươi đã có hứng thì ta chiều. Nếu trả lời sai thì bạn của ngươi sẽ ăn kẹo đồng. Họ không liên quan. Ta chơi thì ta chịu. Tôi là người quyết định luật chơi ở đây. Một phút bắt đầu. Hết giờ. Để xem đáp án. Wow. Một lần nữa cậu lại làm ta thấy ngạc nhiên. Thả ra. Tạm biệt. Chạy đâu? Xin chào, chúng tôi tình nghi anh chị vận chuyển chất cấm. Chúng tôi có biết
Các đồng chí kiểm tra xe. Rõ. Báo cáo, tìm thấy một vật tình nghi là chất cấm. Ờ, sao lại thế được? Đưa phương tiện vào đồ đạc, về điều tra. Ờ, trong đây có cả tiền thuốc chữa bệnh của chồng tôi. Hình như bọn chúng có 3 người. Đề nghị anh cho chúng tôi kiểm tra phương tiện. Không cho thì sao? Dám chống người thi hành công vụ à? Nó là cấm. Cấm? Tao cướp cả cấm. Chào các hảo hán. Khiến anh thấy ám ảnh chưa? Tôi chỉ thấy thú vị, chưa thấy ám ảnh. Vì tôi sẽ mang mọi tội ác ra ánh sáng. Dạ, chiều nay em rảnh. Hả? Chiều nay có lịch rồi. À, quen trên ứng dụng hẹn hò. Cọc trước đi, yên tâm, tối nay sẽ có hàng. Chắc không? Chắc, mới 8 tháng tuổi, mẹ đơn thân. Tôi tìm hiểu kỹ rồi. Tốt. Ra tay gọn lẹ. Rồi mang đứa bé về đây. Chuẩn bị tiền đi. Tặng em. Anh uống nước ạ. Con đang ngủ hả em? Dạ khẽ thôi không cháu nó thức. Đây rồi. Chào Thóc. Mẹ ơi, mặt mẹ sao vậy? Con ngoan, mẹ phải đi xa một thời gian. Mẹ yêu con. Mẹ! Ba ơi, mẹ đâu? Mẹ con có việc nên đi công tác đột xuất rồi. Sao mẹ không nói gì với con? Thấy con ngủ say nên mẹ nhờ ba nhắn lại. Ba, sao con không gọi được cho mẹ? Mẹ đi công tác nước ngoài nên không có sóng. Chính ông ấy, ông ta đã làm hại mẹ. Mời anh theo tôi về phường để làm rõ. Khoan. Học hành ngay càng xa xuống, xuống ra cho một trận. Không, mẹ bỏ tôi ra. Không, không. Cô rất tiếc. Cháu bị hội chứng rối loạn tâm thần. Chờ xíu, tôi xuống giải quyết phát buồn quá. Nhẹ cả người. Mày chạy nữa đi. Xin anh tha. Nhanh lên ông. Nạn nhân tên Kiên, 22 tuổi. Nguyên nhân tử vong là do bị tấn công vào vùng đầu. CCTV ghi lại, tại thời điểm xảy ra vụ án, có đôi nam nữ đi xe máy qua tuyến đường gần hiện trường. Là nghi phạm hoặc nhân chứng quan trọng. Nãy có chuyện gì mà ông hốt hoảng thế? Nãy tôi thấy một vụ... Ô, cái gì đây? À, đây là xe của ông Đại, nhà lầu 2. Chúng tôi có vài câu hỏi liên quan đến thảm án tại bìa rừng ngoại ô.
Tôi chỉ vô tình đi qua. Có gì hãy gọi cho tôi. Tôi không biết gì hết. Tâm thái này. Sao lại có tâm lý hoảng sợ như vậy? Anh ta chắc chắn biết điều gì đó. Anh trai, anh gọi em có chuyện gì gấp thế? Nhà chú có vũ khí gì để phòng thân không? Em có. Mà anh gặp chuyện gì à? À không, test chất anh để nhà phòng trộm ấy mà. Đây, tặng anh luôn. Nhỏ con, dễ dùng. Có gì hãy gọi cho tôi. Tôi bị nhỡ xe buýt đang đi bộ về. Hình như có ai đang theo sau tôi. Tôi về gần cổng rồi. Mau lên anh. Đâu rồi? Biết nhiều quá không tốt đâu. Mày! Alo! Alo! Có chuyện gì vậy? Không có gì. Vừa gọi bảo qua qua bên hòa hàng rồi. Chào anh, tôi là anh trai của Kiên, nạn nhân vụ thảm án bìa rừng ngoại ô. Hôm đó chắc chắn anh đã nhìn thấy gì đó phải không? Xin hãy giúp em trai tôi tìm ra hung thủ. Tôi không thấy gì hết. Anh ơi, xin anh giúp. Anh đã thấy được toàn bộ sự việc ngày hôm đó. Hắn ta là người duy nhất có mặt ở hiện trường. Tôi thấy hắn ta chính là nghi phạm. Không, sau khi tiếp xúc, tôi khẳng định anh ta là nhân chứng. Tôi nói rồi, tôi không biết gì hết. Miếng phô mát để bắt hung thủ đây rồi. Tôi thề là tôi không nói gì mà. Tha cho tôi. Anh ta chưa khai gì đâu. Muốn bịp đầu mối hả? Mày khiêu khích nhầm người rồi. Lực vụt mạnh đấy. Pháp Y Hà, cô liên hệ với đội trưởng tuyến, thực hiện theo kế hoạch. Anh hành động một mình sẽ rất nguy hiểm. Muốn bịt đầu mối hả? Mày khiêu khích nhầm người rồi. Lực vụt mạnh đấy. Mày chết. Cổng ra vào đều có CCTV. Thi thể chắc chắn được giấu ở một trong những địa điểm này. Đã giải cứu được con tin. Đã tìm thấy thi thể em trai của nhân chứng đạn. Vật chứng quan trọng. Đi! Giá mà anh dũng cảm nói lên sự thật thì những người thân cạnh anh đã không gặp chuyện. Một con bò ăn vặt tết của bà Tuyết tài cha. Linh lùng nhảy luôn lên. Hoa, điều gì đập bay không trúng. Sao ông bảo biết trò này? Phải không? Phải. Phải hả? Phải hả? Sao tự nhiên tích thế nhỉ? Cái vòi.
rút kiếm này, ta phải kiếm khác. Rút. Thôi, đừng dỗi, phần quà còn lại là của ông Tất.